Alo, hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại với CTG nha. Hôm nọ thì mình cũng đang dang dở một chút ở trong phần báo cáo chính mà chúng ta gần như đã sắp hết rồi. Trong hai phiên gần đây thì cơ bản thì CTG cũng không có gì đặc biệt cả, nói chung là cũng lanh quanh rồi. 319 lên 326, 326, 328 và hôm nay thì lại dẹp nhẹ lại một chút, còn 324. Và còn về phía thị trường chung thì hôm nay phiên cảm giác hơi bùn chát, đầu giờ có vẻ tăng khá khá rồi cuối giờ thì gần như đã về tham chiếu. Và số mã đỏ là chúng ta đi kỹ thì có thể nhiều hơn số mã xanh, nên là có phải rất thận trọng với việc này. Và hôm nay thì cũng đã đến gần 1.300 rồi, đúng không? Có những lúc rất sang rồi và ngưỡng tâm lý một chút. Thế thì trong cái buổi hôm trước thì mình cũng đã hết được phần 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 kết quả kinh doanh của bên CTG trong các cái năm 2023 và 2022, đúng không? Và cho đấy thấy là cái mức độ trích lập dự phòng rủi ro của ngân hàng là cực kỳ cao và rất cao so với ngành. Và cái việc đấy cũng dẫn đến cái kết quả là cái nợ xấu của ngân hàng công thương là thường là thấp hơn ngành khá nhiều và gần như là song hành với các ngân hàng tốt nhất trên thị trường rồi. Và nếu mà xét trên khía cạnh gọi là nợ xấu, mức độ chích lập dự phòng là cực kỳ lớn. Ví dụ chẳng hạn như trong cái quý 1 vừa rồi, đúng không? Mức độ chích lập của CTG là đến mức 8.000 tỷ, trong khi 27 ngân hàng đang niêm yết là chỉ chích lập có 31.000 thôi, đúng không? Như vậy là chiếm đến 1/4 hệ thống rồi, đúng không? Mặc dù là có đến 27 ngân hàng. Như vậy là mình thử ngó lên bên BIDV xem nào, BIDV chỉ có 4.000 thôi, đúng không? CTG cực cao luôn. Cho nên là kết quả nó xấu vẫn còn rất là tốt, điển hình là như vậy. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đi nốt cái phần liên quan đến quý nhá. Ở đây thì quý thì thường họ cũng không thuyết minh. 8.000 tỷ, chúng ta chỉ biết một cái thông số như vậy mà nó cực kỳ lớn luôn. 8.000 tỷ. Và tất nhiên là chúng ta ra một cái lãi trước thuế. Và có 6.000 rồi, đúng không? Như vậy là 14.200 tỷ lãi thuần, nhưng mà cuối cùng chỉ là dự phòng rủi ro tín dụng mất khoảng 8.000 và lãi trước thuế được ghi nhận là chỉ khoảng 6.200 thôi, đúng không? Vậy là rất khác biệt. Và tính so với tổng dư hoạt động khoảng 19.000 tỷ thì đây cũng chỉ còn có khoảng 1/3 thôi, đúng không? Vậy là đấy là CTG, đúng không? Được cái là cái chi phí cái ship, đúng không? Tức là cái chi phí trên tổng hoạt động của bên CR là khá khá thấp so với ngành, đúng không? Ngành là 31 và đây là 25. Cuối cùng thì trích lập đến tận 42%, đúng không? Và còn lại chỉ có 32 thôi, đúng không? Như vậy là so với ngành CR trích lập rất 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 cao. Và con số cuối đây, đúng không? Sau khi chúng ta trừ hết các loại thuế và cả trừ cả cổ đông không kiểm soát nữa thì chỉ còn khoảng tầm 4.900 thôi. Đây là lãi cuối. Như vậy là cả năm 2023 là khoảng 19.900, đúng không? Bây giờ là khoảng 49, như vậy là cũng khoảng bằng 1/4 quý, 1/4 năm, đúng không? Tức là tương đương trung bình một quý của năm ngoái. Như vậy là cũng không phải là kém quá, đúng không? Mà nợ xấu vẫn đang duy trì thấp, đúng không? Như vậy là tốt. Cùng kỳ năm ngoái là 5.900, đúng không? Như vậy là đâu, năm ngoái là trích lập dự phòng trước là 6.700 này. 6.700. Như vậy là mức độ trích lập so với cùng kỳ năm ngoái là tăng khoảng 19%, trong khi lãi thuần là chỉ tăng có 12% thôi. Như vậy là chắc chắn là lợi nhuận trước thuế sẽ giảm rất nhanh, 5.900 mà đây là chỉ có 6.200. Như vậy đúng rồi, chỉ còn tăng có 3,8% thôi. Bên phía kia thì lãi tín dụng thì thu nhập thuần tín dụng thì tăng khoảng 19, tuy nhiên là trong mảng phí tín dụng lại giảm, đúng không? Cuối cùng thì tổng hoạt động chỉ tăng có 12 thôi, đúng không? Chi phí động tăng 11, cuối cùng thì lãi thuần vẫn tăng 12. Đến đây thì dự phòng siêu lớn, đúng không? Tăng đến 19%. Và một cách tương tự cái số cuối kia thì chắc là cũng thế thôi, chỉ hơn vài phần trăm nhỏ, không đáng kể. 4806 này, và cũng 3% rồi. Như vậy là tạm thời quý 1 cũng không sáng quá, đúng không? Rất là bình thường. Và chắc là mình sẽ xuống đến cái phần trên bên cuối này, đúng không? Để chúng ta xem là có gì khác không.
hôm nọ cũng xem như vậy, đúng không? À, chúng ta cũng biết là đây cũng chỉ là quan hệ giữa các đơn vị có liên quan, đúng không? Có ngân hàng nhà nước, ngân hàng Indo Vinabank, ngân hàng cổ đông chiến lược là Tokyo Mitsubishi UFJ. Vâng, cũng không phát sinh gì. Mức độ tập trung theo khu địa lý của các tài sản công nợ có khoản mục ngoại bảng. Vâng, như vậy chắc chắn là trong nước là chủ đạo rồi. Vâng, cái này thì chúng ta cũng đã ghi nhận rồi. Chính sách quản lý liên quan đến công cụ tài chính. Theo công văn số bao nhiêu đấy của đây chắc là trung tâm giám sát gì ngân hàng gì rồi, để được triển khai thực hiện quy định an toàn theo quy định của Basel 2. Ngân hàng là một trong 10 ngân hàng được chọn thí điểm áp dụng các cái tiêu chuẩn Basel 2. Rồi. Vẫn toàn chữ thôi. Và nhưng mà cũng gần như hết rồi. Phân loại tài sản tài chính và công nợ tài chính. Giá trị ghi nhận hợp lý thông qua kết quả kinh doanh. Và cái này có vẻ khác như cái bên báo cáo tài chính kiểm toán năm. Cho vay và phải thu. Và đây này. Các cái phần còn lại mình thấy cũng không đáng kể. Rõ ràng bán này thì chắc là liên quan đến hoạt động trái phiếu rồi, đúng không? Và IBS. Còn HTM cũng rất là ít, đúng không? Đầu tư nắm giữ ngày đáo hạn. Mua bán chứng khoán kinh doanh thì và cũng không nhiều đâu. Ở bên kia là tài sản và nợ khác hạch toán theo giá trị phân bổ. Và chính là tiền gửi, thứ lớn nhất ở đây rồi. Và chúng ta xuống dưới nhé. Vâng, bảng rủi ro lãi suất chắc là mình nghĩ là không thay đổi nhiều so với cái kia đâu. Vâng, chắc chắn là lãi suất sẽ tập trung ở cái kỳ hạn siêu ngắn, chỉ tầm từ 6 tháng đổ lại thôi. Vâng, cái này chắc là liên quan đến hợp đồng tín dụng, nó có điều khoản gọi là thả nổi. Và phía tiền gửi thế dân thì chắc là toàn tiền gửi ngắn rồi. Cái kỳ hạn 1 tháng là rất cao. Như vậy là chắc chắn là thanh khoản tốt, đúng không? Bởi vì cái 500 này nó đã bù được cái cho vay 400 rồi. Và nếu mà tổng cả hai cái thanh khoản tính lỏng rất cao, đây là khoảng hơn 800 và đây cũng ra hơn 800, đúng không? Như vậy là rất là khớp. Như vậy là mình nghĩ là rủi ro liên quan đến lãi suất cũng không ngại lắm. Đây là rủi ro thanh khoản, đúng không? Vậy là cũng tương tự như hôm nọ. Và cho vay thì chắc là kỳ hạn mà tầm khoảng 5 là vừa vừa, đúng không? Và phiên thuế tiền gửi thì dân người ta cũng gửi từ 3 đến 12 tháng là chín. Vâng, rất đặc biệt, đúng không? Con số này nhìn thấy 300.000 cũng hút được những cái loại tiền gửi như này. Rất dài. Rồi, rủi ro tiền tệ hoàng cũng không đáng kể. Bởi vì chắc chắn là viên đồng là chủ đạo rồi. Tổng tài sản liên quan đến đô la là khoảng 183.000 được coi là lớn nhất. Thì so với Việt Nam đồng chỉ bằng phần 10 thôi. Và euro thì càng ít, đúng không? Gần như euro không là không có gì. Đây là và như vậy là chúng ta đã kết thúc được cái phần liên quan đến thuyết minh rồi. Thực ra thì nó vẫn còn một cái phần lưu chuyển tiền tệ, nhưng thực ra thì thường phía ngân hàng là mình cũng ít xem lắm. Bởi vì khi xem thì gần như là nó cũng lý giải một phần của cái dòng tiền ở phía trên thôi. Rồi. Như vậy là cũng khá là ok. Và đây thì mình sẽ cố gắng trong những số liệu mà mình được nhập ấy, thì chúng ta sẽ có những cái nhận xét nhất định. Và chắc là khả năng đi từ đầu đi. Và cho vay thì chỉ tăng có 2,8% thôi. Và cả ngành thì tăng khoảng 2,1. Như vậy là nhỉnh hơn ngành một chút, đúng không? Trong khi cả năm cũ là gần như lúc nào cũng thua, đúng không? Tuy nhiên quý 1 năm nay lại hơi khác một chút. Và tất nhiên là cũng là mới chỉ là quý 1 thôi. Ở phía tiền gửi thì bạn có thể thấy tiền gửi của ngân hàng công thương tăng khoảng 1,2%. Trong khi cả ngành là chỉ tăng có 0,7 thôi. Và như vậy là năm nay quý 1 cũng khá là ok. Ở phía liên quan đến hoạt động tín dụng, đúng không? Như chúng ta cũng biết là thu nhập đều giảm, đúng không? Và liên quan đến lãi suất giảm. Và lãi suất cho vay buộc phải giảm. Thế còn ở phía bên huy động, đúng không?
huy động thì trả cho người gửi tiền thì ở đây CG đã giảm đến 21% so với cùng kỳ năm ngoái, và ngành thì giảm khoảng 15. Tóm lại cuối cùng là vì chi phí giảm nhanh hơn thu nhập nên cuối cùng thì lãi tín dụng đã lãi thuần tín dụng đã tăng rất là tốt. Cả ngành thì tăng 8,1 còn của CG là tăng khoảng 19,8, vậy là rất ok. Và mình nghĩ là có cái điều này thì chủ yếu là thứ nhất là chắc là CASA của ông phải tốt. Thứ hai là thương hiệu đúng không? Của ngân hàng quốc doanh là rất là lớn lao đúng không? Cái gì đấy được bảo kê của nhà nước. Cho nên là chi phí huy động đúng không? Rồi lãi suất là thông thường sẽ tốt hơn ngành rất là nhiều. Nên là mới dẫn đến cái kết quả này. Còn đây là từng quý đúng không? Mọi thấy 15.000 tỷ quý một vừa rồi chính là cao nhất trong 9 quý gần đây mà mình có thống kê đúng không? Và mình nghĩ là từ trước giờ cũng chưa có cái quý nào mà lãi thuần tín dụng cao như này đúng không? 15.000 tỷ. Và biên đây là khoảng 49%, đúng không? Vậy là cứ huy động được 100 đồng đúng không? Giả cho người gửi tiền 100 đồng thì cho vay ra sẽ là được hơn 200 đồng đúng không? Khoảng 200 mà nếu lên 50% chính là 200. Và đấy là thông số là như vậy, và kể cả so với quý lần trước thì lãi thuần tín dụng của CLG cũng tăng 4,1% trong khi ngành thì tăng 0,2 đúng không? Như vậy là khía cạnh này là rất ok. Như vậy mảng này cũng khá là ok đúng không? Rồi phía bên bên phía bên phi tín dụng đúng không? Chắc là mình đi luôn vào cái quý gì. Các bạn thấy lúc cao nhất đúng không? Là được 5.000 và chính là ở quý 2 năm ngoái. Thế còn quý vừa rồi 3.800 và hiện nay có đang xu hướng gọi là trôi đúng không? Trôi. Và hoạt động dịch vụ thì mình cho rằng cũng không có vấn đề gì lớn cả. Lãi ngoại hối vẫn tốt đúng không? Như vậy là chỉ có cái lãi khác kia thì nó lại giảm rất là nhanh. Cái này chắc là liên quan đến hoạt động nợ xấu rồi, gọi là quá trình gọi là AMC đòi nợ xấu. Vâng, dù sao thì cái này cũng không lớn lắm, vậy là nhẹ nhàng thôi. Vâng, đấy là cái phiếu như vậy. Thế còn tổng lại thì tóm lại là tổng thu nhập hoạt động gồm cả tín dụng và phi tín dụng là khoảng 19.000 tỷ. Và nó vẫn là cao nhất trong các quý mà mình được thống kê đây. Vâng, như vậy là chủ chốt vẫn là hoạt động tín dụng cực kỳ ok. Vậy là phi tín dụng thì giảm nhẹ so cùng kỳ, và tổng cái thu nhập hoạt động là vẫn rất cao. Và nếu mà chúng ta so sánh một chút thì tổng thu nhập hoạt động tăng khoảng 12%, còn cả ngành tăng khoảng 7%. Và năm ngoái thì của CLG tăng khoảng 10% cả năm và của ngành tăng có 3,9 thôi, đúng không? Như vậy là tốt hơn ngành, đúng không? Đấy là rất ok. Vậy là vâng, đấy là mình ghi lại một vài cái ý chính mà lúc nãy chúng ta xem và cảm nhận được. Vâng, và cuối cùng thì chi phí hoạt động, so với quý trước thì giảm, so với cùng kỳ năm ngoái thì có tăng nhưng mà cũng tăng vừa vừa thôi. Vâng, như vậy là thu nhập tín dụng thì thu nhập hoạt động thì tăng khoảng 12, còn chi phí hoạt động thì tăng khoảng 11,4 đúng không? Và cuối cùng là lãi thuần tăng khoảng 12 và so với ngành cũng vẫn là ok, vậy là rất là sáng, đúng không? Lãi thuần đúng không? Vẫn tăng khá và có thể nói là tốt hơn ngành. Chúng ta nhìn thấy như vậy. Cuối cùng thì chúng ta đến với trích lập dự phòng. Mình thấy trích lập dự phòng mình kiểm tra nó cực kỳ cao và nó chỉ kém đúng cái quý 3 của năm 22, cái quý bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Còn đây nó rất cao. Trích lập dự phòng vâng, có thể nói là rất lớn. Vâng, trích lập như này là trích lập siêu nhiều, 42% thu nhập hoạt động và cao ngành rất nhiều. Và cái việc chi dự phòng này cũng tăng mạnh so với cùng ngày, đúng không? Tăng mạnh so với ngày. Không biết là tốt hay xấu nữa.
Nói chung thì cơ bản thì chúng ta cũng hiểu đấy là xấu, đúng không? Tuy nhiên là việc trích lập mà làm cho cái nợ xấu mà giảm nhanh thì cũng chưa chắc đã là xấu. Và cũng xử lý gấp. Dù sao thì trích lập quá cao cũng là không tốt lắm. Rồi. Và cuối cùng thì lợi nhuận trước thuế của quý, đúng không? Là khoảng 6.000 tỷ, và nói chung là nó cũng xông xem với quý 1 của năm ngoái thôi, đúng không? Và so với mấy quý vừa rồi thì chưa bằng. Và như vậy là dự phòng rất lớn, và cuối cùng thì lãi trước thuế, đúng không? Và lãi ròng là đều gọi là tăng nhẹ thôi, đúng không? Chứ cũng không thể nào bảo là tăng mạnh được. Tăng nhẹ và chắc chắn là kém ngành rồi, đúng không? Và ngành tăng 8,8 còn CG tăng 3,2. Tóm lại là vấn đề của CG đây chính là họ thiết lập dự phòng nợ xấu là cực kỳ cao, đúng không? Cho nên là tất cả hoạt động kết quả cuối cùng thì lại thành không được lắm, đúng không? Tất nhiên mặc dù vẫn tăng. Thế còn đây là cái mình tính hoán đổi về năm, đúng không? Quý thì nhân 4 lên. Thấy ROE khoảng tầm 15, đúng không? ROA khoảng gần 1. Và hai cái số này thì mình thấy đều trong ngành, đúng không? Thế còn cái lãi suất cho vay ra của ngành là 7,12, đúng không? Của CLG chỉ có 6,18 thôi. Và chi phí huy động là khoảng 3,36, đúng không? Ngành 3,9, đúng không? Cuối cùng thì ăn mỏng đi chỉ có 3,03 thôi, còn của ngành là đến 3,47, đúng không? Vậy là coi là cái CLG, đúng không? Tức là cái NIM NIM bị thấp lại do cái lãi suất cho vay giảm nhanh hơn tiền gửi. Và cái này gọi là ăn mỏng nhưng mà khách tốt, đúng không? Vì bạn là khách lớn, khách lớn thì yêu cầu lãi suất cho vay của họ phải hợp lý đối với họ thì họ mới vay, đúng không? Và ngân hàng thì cũng tiết kiệm được rất nhiều nhân sự, đúng không? Bởi vì nếu mà cho vay lẻ ra thì bạn phải rất đông người quản lý. Tuy nhiên khi khách hàng lớn thì không cần nhiều người, đúng không? Quan trọng là đánh giá chuẩn là ok. Vậy chúng ta hiểu đây là phải ăn mỏng, đúng không? Với khách hàng lớn thì họ muốn vay lãi suất thấp, đúng không? Cho nên chúng ta không thể nào đòi như khách lẻ được. Và nhưng mà khách đổi lại thì an toàn rất là cao, đúng không? Vì chúng ta có thể tụ được những khách rất tốt về, đúng không? Để vay lãi suất thấp của chúng ta. Và đây là cái đi như vậy. Thì phí nợ xấu, đúng không? Đây là thứ rất mạnh của họ. Từ đây đến đây thì tăng khoảng tầm 0,22, đúng không? Còn từ đây sang đây thì tăng 0,24, đúng không? Mà có thể coi là nợ xấu là 1,35, đúng không? Được coi là thấp của ngành. Nhưng mấy bé mình biết là toàn 3, đúng không? Chứ không phải là 2 nữa rồi. Vâng. Mức nợ xấu này mình nghĩ là chắc chỉ kém một vài ngân hàng thôi, đúng không? CLG, BID vẫn còn 1,5, đúng không? Không thể nào bằng CLG được. Và mình nghĩ trong quốc doanh thì chắc là Vietcombank là số 1 rồi. Và như vậy là so với ngành cũng là thấp, đúng không? Vậy là mọi thứ cũng vẫn có vẻ đang khá là xuôi. Rồi. Đây là tỷ lệ phân từng nhóm, đúng không? Và nếu mà chúng ta tính cả nhóm 2 vào nữa thì rõ ràng CLG vẫn thấp hơn ngành rất nhiều, đúng không? Cái 4,2 đây có 2,9. Và tỷ lệ bao gồm nợ xấu, tức là đây nhiều bên người ta bảo là nên nên tính dưới dạng ngân hàng riêng lẻ, đúng không? Nếu mà tính cái chỉ tiêu này ở đây thì mình vẫn đang dùng số lượng nhất, chứ đôi khi có thể sẽ hơi nhiễu một chút, đúng không? Dù sao về cũng ngang ngang ngành thôi, không có gì gớm ghê cả. Và cho vay ngắn là chủ đạo rồi, đúng không? Chúng ta cũng nhìn thấy cái rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất ở bên kia. Và ngắn là chủ đạo. Wow, Casa đây rồi. Wow, cái thứ được coi rất mạnh của Vietcombank trong thời gian gần đây. Trong trong kỳ vừa rồi thì gần như là trong kỳ quý 1 vừa rồi thì gần như là ngành đã giảm khoảng 0,95%. Thế còn của CLG thì chỉ giảm có không phải mấy rồi, ba mấy thôi, 3,7 thôi. Như vậy là Casa vẫn là một điểm rất mạnh. Đúng không? Thứ nhất là nó cao hơn ngành Vietcombank một chút, và thứ hai là theo thời gian bạn nhìn thấy nó cũng tăng dần. Đúng không? Vậy là và tỷ trọng CASA trong 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 ngành ngân hàng cũng tăng của bên CLG, như vậy là chứng tỏ là đang tốt lên cả về tương đối lẫn tuyệt đối, đúng không? Vậy là rất là ok rồi, đúng không? Chúng ta CASA CASA rất tốt.
Vâng, đang đạt 22%. Vâng, mà so với ngành là diễn biến nhiều năm qua là tốt hơn. Và cũng cái này tốt, góp phần làm cho chi phí tín dụng giảm đúng không? Và sau đó thì mới cho vay giảm. Và chúng ta chạy tiếp. Và đây là họ phân từng loại chi từng loại thu nhập. Cho nó để ý kỹ, chắc chắn là cho vay là vẫn là chủ đạo rồi. Chứ còn chứng khoán đầu tư đúng không? Hay là cái kia thì mình nghĩ là không không được lắm. Và cuối cùng thì chúng ta chạy tiếp xem như nào. Và đây là phí chi phí nhá. Và chi phí có thể thấy giảm rất nhanh. Năm 20 à năm tháng 1 quý 1 năm 23 là toàn 20 ngàn đúng không? Bây giờ đến giờ chỉ còn có 15 ngàn thôi. Vậy giảm rất nhanh. Còn đây là số cán bộ nhân viên của bên ngân hàng công thương. Mình lấy số lượng hợp nhất nhá, khả năng là sẽ gồm cả đi con. Vâng, 24.000 người. Vâng. Chiếm khoảng 9% nhân sự của toàn hàng đúng không? Đối với 27 ngân hàng đang niêm yết. Và còn đây là thu nhập bình quân. Thấy 39 triệu đúng không? Trong ngành là khoảng 34. Còn thấy số, lấy số 5 thì là khoảng tầm 39 và cái kia khoảng 33. Tất nhiên cái chi phí này thì sẽ gồm cả lương, cả thưởng và cả các chi phí đào tạo rồi chi phí đãi ngộ nữa, vân vân đúng không? Và hiện nay thu nhập đúng không? Cán bộ công nhân viên của CG là tốt hơn ngành. Và xét cái cạnh hoạt động thì gọi là chi phí đúng không? Chi phí cao hơn thì không không ok lắm, nhưng mà xét trên vấn đề và thu nhập để củng cố nhân sự đúng không? Như vậy tốt tốt hơn ngành là có cơ sở để giữ người. Đấy, chúng ta hiểu trắng là như vậy. Và 1.114 địa điểm. Trong khi 27 ngân hàng mình biết là chỉ có 8.600 thôi, đúng không? Như vậy là một con số rất ấn tượng của CG. Ở phía lãi suất cho vay thì cũng là thấy là kỳ vừa rồi thì lãi suất cho vay của bên CG là khoảng tầm 7,19, 7,15. Và so với cái quý 4 trước là liền trước thì là giảm khoảng 0,8%. Còn trong ngành thì cũng từ 9,19 về 8,24 và trong ngành giảm đến tận 0,94. Như vậy là tất nhiên mặc dù là đây là lãi suất của bên CG vẫn còn rất thấp đúng không? Chỉ vay có hơn 7, ngành là hơn 8. Và theo như mình hiểu thì chắc là khả năng cái quý 2 này thì có thể cái lãi suất cho vay này sẽ còn giảm nữa, đúng không? Giảm nhẹ. Và trong khoảng 1 2 tháng gần đây thì lãi suất cho vay đang có lãi suất huy động đang có xu hướng nhích lại một chút, đúng không? Nên là tuy nhiên lãi suất cho vay có thể sẽ vẫn giảm đúng không? Bởi vì vấn đề là một số các khoản tiền gửi năm ngoái họ bắt đầu về đúng không? Và chắc chắn là sau khi về xong thì lãi suất sẽ nếu có gửi lại rất là thấp. Và do đó thì chi phí huy động của ngân hàng cũng sẽ giảm đúng không? Và phí cho vay cũng kéo theo như vậy. Và chỉ còn có 3,14 thôi đúng không? Vậy là so với lần trước đã giảm đến 0,66 mấy rồi, 0,67 rồi. Đúng không? Còn ngành đây, ngành từ 4,4 về đến 3,62 đúng không? Vậy là cũng 0,17, 0,18 đúng không? Tất nhiên đây CG thì nền tảng thấp hơn. Và cuối cùng thì chúng ta nhìn thấy chênh lệch lãi suất đúng không? Giữa cho vay và tiền gửi. 3,7, 3,78, 3,94, 4 và 4 đúng không? Còn ngày là 4,62 đúng không? Như vậy là trong cái mảng này thì có thể thấy ăn lệch của bên CG là khá là thấp. Và chúng ta đi nốt đúng không? Mà để ý lệch ở đây là thấp hơn ngành. Và phía sau này gần như là không còn gì nữa rồi. Chi phí thôi. Còn đây là khấu hao giải cố định. Và như vậy là chúng ta cũng dứt điểm được cái báo cáo chính rồi, đúng không? Như vậy có thể coi là mọi hoạt động đều đang khá là trơn, đúng không? Chỉ có cái là mình dự đoán nhé, dự đoán là xu hướng tất nhiên là bốn ngân hàng lớn đúng không? Quốc doanh là họ sẽ tìm cách là bán lẻ dần. Vâng, để tăng NIM, vâng, tăng biên lãi và tất nhiên là ở đây thì nợ xấu sẽ nhích nhẹ một chút và ngược lại với còn ở phía các ngân hàng tư nhân lớn thì sau này mình nghĩ là họ cũng sẽ đi dần ra khách hàng lớn, vâng, tức là bên cạnh khách hàng bán lẻ mà họ đã làm rất lâu trong trong nhiều năm qua và cho nên là trong tương lai là mình nghĩ là sẽ tốt lên chứ không thể xấu đi được và vì một khi NIM mà tăng thì chắc chắn là lợi nhuận sẽ tăng. Thế còn lại công tác quản lý và công tác giám sát rồi dùng các cái dữ liệu lớn đúng không? AI gì ABC các kiểu thì chúng ta có thể quản lý nợ xấu bằng dựa trên quy mô gọi là quy mô lớn đúng không? Mà không cần phải tăng người tương ứng.
Rồi như vậy là hôm nay chúng ta cũng tạm thời kết thúc cái báo cáo chính ở đây, và buổi tới thì khả năng là sẽ còn một vài cái thông tin liên quan đến hoạt động của ngân hàng cho gần đây. Chúng ta sẽ tổng kết luôn. Ok.